Khương mến chào bạn già ở Xuân Thành, Bắc Ninh, để Khương tắt quan. Bạn có gọi điện và gọi cho Khương kêu gửi cho bạn bộ nào hay hay về bạn gắn qua loa kéo hát Tết chơi. Và Khương chọn cho bạn bộ mixer cao cấp G4 đời mới. Và trước khi test cho bạn, Khương sẽ tặng bạn thêm những món nữa, vì bạn đã mua của Khương hơn 4 năm nay rất là nhiều lần rồi. Nên lần này Khương cũng vẫn như trước tặng cho bạn thêm những cái món rất là cần thiết để sử dụng. Thứ nhất là cục pin Hàn Quốc này ha, là bạn có nghĩa là bạn, và cái cốc sạc pin có nghĩa là bạn hát hoài đâu không hết pin. Hết pin mình có cục pin sẵn mình thay luôn ha, không cần phải chờ đợi gâm sạc ha. Và thứ hai nữa là hai cái cọng dây Canon xịn nè, Canon ga hoa sen để bạn gắn loa kẹo á. Nếu mà loa dưới 2 tắc á, thì bạn gắn loa này. Còn bạn Khương biết cái loa của bạn tới 4 tắc loa lớn, nên bạn gắn hai cọng dây Canon này ha, hai đầu còn lại bạn gắn vào cái loa kẹo là xong. Ngoài ra có tặng bạn thêm hai cái gắt 6 ly ga hoa sen này bạn không xài nha. Có nghĩa là, để Khương giải thích, cái này là lấy nhạc dây. Lấy nhạc dây là như vậy đây. Khi bạn kết nối những thiết bị khác bằng dây thì bạn găm vô đây. Còn nếu mà bạn xài dây thì bạn phải nhả cái nút này lên nha, cho nó mới có nhạc dây nha. Khương đang nhấn xuống là Khương đang xài Bluetooth. Khương nhắc lại là cái nút vuông này nè, Khương đang nhấn xuống sẵn cho bạn là bạn về bạn hát Bluetooth. Còn khi nào mà bạn cấp nhạc thiết bị ngoài bằng dây thì bạn nhả cái nút này lên. Đây Khương nhả lên thử cho bạn sẽ mắc nhạc đây. Nhả nè, Khương nhả là không còn miếng nhạc nào hết ha. Khương nhấn xuống là chế độ Bluetooth nè. Đơn giản như vậy thôi. Và cái cột chỉnh thì Khương đã chỉnh sẵn cho bạn hết rồi. Đây là âm lượng nhạc. Đây là nhạc ha. Đây là độ vang ha. Vang. Khi bạn hát số 55, bạn nhắn là mũi tên qua là nó đang 55. Bạn muốn hát số bao nhiêu cũng được. Số 55, 58 và 88, ba cái số đó hay nhất. Rồi đơn giản như vậy. Giờ Khương test luôn nha. Mấy cái phần này không nói nha. Cái này chống lăn bông lọc có sẵn trong mic rồi. Khương test 2 mic cho bạn luôn. Kiểm tra mixer G4 cho bạn già ở Bắc Ninh đã nhận tiền vào lúc 8:47. Cảm ơn bạn già chuyển khoản Vietcombank nha. Sáng tác Tú Nhi, karaoke Nhật Nguyễn, Tông Nam, Ghê Thứ. Lý rượu này ta uống đêm nay, ta uống đêm nay cho đời quên, quên hết cả tình này. Mãi người đi lối nhỏ heo gầy, mới ngày nào đêm bước bên nhau, mới ngày nào ta nói yêu nhau. Đêm nay em vui, em nào hay có một người buồn. Ta nhìn em nát cả nỗi lòng, một mai này chỉ có riêng ta. Từng đêm về lạnh lùng ôm thương như, đêm nay ta say say để quên, quên hết cuộc tình này. Những lời em ước hẹn hôm nào mà bây giờ nỗi tiếng xa và bây giờ nỗi tiếng xa nhau.
Lý diêu này ta chung cho em, ta chung cho em bên người yêu vui sống cả một đời. Ta mời em uống cạn ly này, muốn đời mình mãi mãi xa nhau, và muôn đời mãi mãi xa nhau. Xin đổi mic thần tế cho bạn tiếp tục. Rồi xin kiểm tra mic khác cho bạn một đoạn nữa ha. Và cái video khoảng 7 phút tôi gửi qua Zalo cho bạn, vì nó dài quá sợ gửi qua Zalo bạn nó không nhận được. Tôi hát mic 2. Cái này tặng bạn không à. Về bạn già thấy dư mấy món đó là Cương tặng kèm theo cho bạn. Đêm nay em vui, em nào hay có một người buồn. Ta nhìn em nát cả nỗi lòng, một mai này chỉ có riêng ta. Từng đêm về lạnh lùng ôm thương như Cương tắt nhạc ha. Cái video nó 7 phút và Cương sẽ kết thúc ở đây. Cương gửi cho bạn để nó quá 7 phút nó dài quá, gửi qua cho bạn xem không được. Một lần nữa cảm ơn bạn và ở Bắc Ninh rất nhiều nha. Chỉnh sẵn cho bạn nha. Cảm ơn bạn già rất nhiều.